cái mẫu ra tao. Yeah.
Có kìa.
Thank you.
Thank you.
này à? Cái này lụm này. Lụm lụm chị. Sao cái lụm không lụm, con nắng giữa. Không biết nó còn cả cái đâu. Cầm nó lên đồ đó chứ. Nhà có bốn kế cầm qua cho đây. Mấy vậy? Cái trò chiên à. Thấy được quà to à? Quà mới to cầm đóng thấy được không vừa, món này là không vừa. Cái này là một cái bàn sáo, sáo thần mấy cái này, nó mọc một
quán ăn được. Đây đây tô hả, chỗ mua hả trời, nấu thấy ngon được không? Nó bột cũng đắt các bạn, nào mà đậm nha. Ngon gì đây? Mua gì đấy? Ăn gì hết? Bye.
lại sửa lại. Con này hồi nãy có một con ăn được con mình ơi. Con mình nó dễ chịu lắm, nó bé mà con nha. Còn có cái chuồng đắp cho bạn nè. Con tôi mua luôn này. Hả? Trời có bón luôn không là lấy tiền mua luôn này. Ấy là không có lấy tiền đi. Bón nửa ký này là tiền của hắn á. Bón nửa ký này. Rất là. Đóng cả bay cái
Thank you.
Khơi coffee ha đủ có bữa tao biết nói bây giờ mà bệnh mà nghỉ nghỉ có do đúng mà bạn đâu mình chứ
Mày nắng kinh dạ. Ui. À. Em đi ăn đi. Cả tầm bật đông im một tay này. Ba. Ai. Ba. Ăn nè. Ba nè. Ngon cái này. Hồi đây, nà, mê nhìn đến đây.
Thank you.
cái gì lo, đúng không?
này thì cái ăn được. Thank you.
đây lai lai cả.
không biết đồ người ta kiểu món nhiều quá.
Ăn thóc nước ăn được. Thank you.
quên mỏ hả? Ngồi đây. Ngồi đây. Thầy em căng tốt cho chàng Phương báo. Đây. Ký tay. Hả? Đang ngồi bị cháu hàng. Bên đây nè, cái căng bên đây cô nè. Không biết đoàn trời ta, không biết đoàn nước trời chay đó. Ta muốn đẻ, mua đẻ đó đó. Qua chưa? Không, nó chẳng thấy một con biết nữa đó. Món năm ngàn thôi nghe. Ừ. Không nghĩ món nhiều. Ôi là mua thằng dày sợ mua mua cả cả bao nhiêu đồ nghi. Cái này hoàn lòng ta đó. Món hoa cũ nè. Con ngại ngùng. Thank you.
chè để bắt cả bắt đây thì em mua để ăn cháu tôi mừng chưa mừng đó cháu tôi mừng thường quá nó bay cho mày con tàu thế nghe.
Thank you.
nó học bóng cô thì vẫn tặng mình đi. Ê, cha mấy cháu ơi. Mấy cháu đâu? Thank you.
Cua chỗ luôn. Thì vô rồi mới để rửa cho nó làm kìa. Để bữa vô nó nhớ để đậu rồi, để vô ý thức rồi. Nó chậm chậm rồi, bị răng cả. Alo. Cái giờ là ông mua đi chứ. Rồi. Chị Phương ơi, em về sớm rồi, em rửa cho. Thôi cho ngoài đó, chứ không phải Hồng Kông lấy 55 đâu, mà ngoài Hồng Kông lấy 55. Tiền lấy cái gì nha, bộ tròn chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh đi nhờ người ta. Bán thấy nhớ nên là sầu nên nấu canh được. Ăn thấy gì thấy nhiều không? Làm được quay mau em rồi.
Go, 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 go